Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, khu vực Quảng Ngãi sáng sớm nay có mưa rào nhẹ và se lạnh, ngày có nắng, nhiệt độ dao động ở mức từ 21 đến 28 độ C. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm nay và sáng mai khu vực này có mưa nhỏ rải rác, ngày có lúc hửng nắng, chiều mai có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ C. Đêm trời lạnh, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển có gió cấp 3, cấp 4. Dự báo từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 3 tháng 12, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng lốc xét và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây lũ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi, bà con lưu ý. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị, khắp các vùng biển ở khu vực phía Bắc hôm nay và ngày mai khá là tốt, trời không mưa. Còn ở các vùng biển phía Nam thì mây dông lại phát triển do sự tồn tại của rãnh áp thấp. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khắp vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông sẽ là khu vực có thời tiết xấu nhất, có mưa dông kèm theo lốc xoáy. Không những thế, gió đây hoạt động ở mức cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Riêng vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2,5m, biển động nhẹ. Cảnh báo từ ngày 1 tháng 12, gió vùng biển bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3m, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, gió đây hoạt động ở mức cấp 5 nhưng chỉ có mưa rải rác, tập trung chủ yếu vào buổi chiều, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng có khả năng xảy ra. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa. Trong đêm nay và ngày mai trời ít mưa, cảnh báo gió Đông Bắc ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 6m, biển động mạnh. Khu vực có thời tiết tốt nhất đó là Vịnh Bắc Bộ. Trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió không quá cấp 4, rất thuận lợi cho mọi tàu thuyền hoạt động. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, khu vực này có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Thừa Thiên Huế có mây, có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Lâm Đồng có mây, không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.